Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện một bài tập mới về thanh nhạc. Đó là cách để làm sao luyện được cái giọng pha. Và bài tập ngày hôm nay sẽ giải quyết được việc đó. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Hát nhẹ thôi nha các bạn. Ga 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 ga. Các bạn tiếp tục nha. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Có thể chuyển giọng dần. Ga 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 ga. Nhẹ nhàng chuyển qua. Ga 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 ga. Nhẹ thôi. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện trên quãng giọng của nữ nha. Ga ga ga. Các bạn nữ vẫn đang hát khúc này ở phần thấp nha. Nhớ là các bạn luôn luôn thả lỏng nha. Ok, và bài tập vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể có một cái cách tập luyện về cái khoảng giọng pha của mình. Hãy đón xem video tiếp theo để có thêm nhiều bài tập hơn về phần giọng pha và giọng cao nha. Bye bye các bạn.